Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2021. Em đang có mặt tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em lại tiếp tục review và báo giá tất cả những mẫu xe bản hatchback một đầu hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào bản hatchback một đầu hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Hôm qua thì em báo giá phần 1 rồi, hôm nay em đi đến phần 2 các bác nhé. Và ngày mai em sẽ đến tiếp tục phần 3. Và chiếc đầu tiên là chiếc Daihatsu Matiz, một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, sản xuất 2008, bản SE, bản hatchback một đầu, đăng ký 5 chỗ ngồi, mang nước sơn màu trắng, mang biển kiểm soát Hà Nội. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 68 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Matiz, máy lổ, còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, la răng đúc 4 bánh này. Đấy, sơn xi thì màu trắng các bác nhé. Đấy, tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, Daihatsu Matiz, sản xuất 2008, bản SE, nội thất ghế da màu đỏ và đen. Đấy, sơn xi màu trắng rất là ok các bác nhé. Giá tiền 68 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Matiz. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Daihatsu Gencha, sản xuất 2009, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2010, phiên bản là số tự động, máy 1.2, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Gencha các bác nhé, hàng nhập khẩu, số tự động, máy 1.2. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, xe cao kết quan là xe đẹp các bác nhé. Đấy, nội thất zin nguyên bản luôn, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đấy, Daihatsu Gencha nhập khẩu, số tự động, máy 1.2, bản hatchback một đầu, biển kiểm soát Hà Nội. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hà Nội các bác nhé. Đấy, sơn xi thì màu bạc, tư nhân gia đình sử dụng. Đó là một mẫu xe Hyundai Grand i10, sản xuất 2017, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhé, hàng nhập Ấn này, bản hatchback một đầu, hệ thống đèn đóm rất là đẹp, xe cam kết các bác là xe zin cả xe, keo chỉ zin và máy số zin. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng cho một mẫu xe i10, bản hatchback một đầu, màn hình cam nồi đầy đủ, hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhé, hàng nhập khẩu nguyên trước, mang nước sơn màu bạc, tích hợp xi nhan báo rẽ bên sườn. Đấy, một mẫu xe này là mẫu xe bản thiếu, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. 255 triệu đồng, sản xuất 2017, phiên bản là số sàn, máy của nó 1.0, máy xăng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning, sản xuất 2011, form mới các bác nhá, 2011 lên form mới này, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, số tự động, máy của nó là 1.0, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng các bác nhá, 252 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning, sản xuất 2011, số tự động, số rigac, máy eco, màn hình Android, cam nồi đầy đủ, nội thất ghế da nguyên bản theo xe. Ghế da nguyên bản các bác nhá. Đấy, ghế da nguyên bản luôn. Đấy, sơn xi thì màu trắng ngọc tinh, bản hatchback một đầu. Đấy, rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn. Giá tiền 252 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning, nhập khẩu nguyên chiếc, nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu, la răng đúc 4 bánh, la răng hoa mai, rất là đẹp luôn. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn các bác nhá. Đó là một mẫu xe Nissan Fiso, có năm sản xuất 2010, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2011, sơn xi màu ghi rất là đẹp, biển kiểm soát Hải Dương 34A 27255. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng
cho một mẫu xe Nissan Fiso sản xuất 2010, đăng ký và lăn bánh 2011. Ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, keo chỉ zin và máy số zin các bác nhá. Bản hatchback một đầu, xăng ăn tiết kiệm như người. Đấy. Sơn xi màu ghi xám rất là đẹp. Giá tiền 238 triệu đồng. Hàng nhập khẩu các bác nhá, hàng nhập khẩu Ấn này. Zin toàn tập luôn các bác nhá, la răng đúc 4 bánh này. Và đây là một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, biển kiểm soát Bắc Giang 98A31607. Đó là một mẫu xe bản hatchback một đầu, đó là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2014, bản lắp ráp trong nước, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, la răng đúc 4 bánh, sơn xi màu rất là độc lạ luôn. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 178 triệu đồng. Vâng, 178 triệu đồng. Màn hình cam nồi đầy đủ, vô lăng hai chấu các bác nhá. Sơn xi màu xanh rất là ok, sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, đó là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2014, mà giá tiền chỉ có 178 triệu đồng. Đấy, form mới rất là đẹp. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 51F 97211. Đó là một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2016, phiên bản là số sàn máy 1.0. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng. Vâng, 218 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu, nội thất ghế lỉ nguyên bản theo xe. Đấy, ghế lỉ nguyên bản các bác nhá. Đấy, đầu đài nguyên bản này. Sơn xi màu bạc bản hatchback một đầu. Cam kết các bác là xe đẹp, không đâm sô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, biển kiểm soát sai gành. Đấy, giá tiền 218 triệu đồng các bác nhá, rất là rẻ luôn. Đấy, bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc. Và đây là một mẫu xe Chevrolet Spark sản xuất 2010, mang nước sơn màu trắng này, bản hatchback một đầu, đăng ký 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 96 triệu đồng. Vâng, 96 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Spark sản xuất 2010, mang nước sơn màu trắng ngọc trinh, mang biển kiểm soát Quảng Ninh. Đấy, Quảng Ninh các bạn nhé. Mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng rất là ok các bác nhá. Tập đi tập lái, che mưa che nắng, một mẫu xe nhỏ gọn, biển kiểm soát Quảng Ninh, 96 triệu các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A 27440. Đấy, form mới rất là đẹp, la răng đúc 4 bánh các bác nhá, đã được độ lông phun đồ luôn các bác nhá. Đấy, độ bộ tem này 79 này, rất là đẹp luôn. Giá tiền trước này là 195 triệu đồng các bác nhá, 195 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016 này. Màn hình cam nồi đầy đủ này, tên tư nhân mà biển Hải Phòng, mang trên mình một lớp sơn màu đỏ các bác nhá, keo chỉ zin luôn, keo chỉ zin và máy số zin các bác nhá, keo chỉ zin máy số zin. Nội thất đẹp đẽ sạch sẽ các bác nhá, la răng đúc 4 bánh này, đã được độ cái cản sau bô kép rất là phong cách thể thao. Giá tiền 195 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, sơn xi màu đỏ, la răng đúc 4 bánh. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Chevrolet này. Vâng, Chevrolet Spark sản xuất 2015 các bác nhá. 2015, phiên bản số sàn, máy của nó 1.0 máy xăng. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá. Biển kiểm soát Hà Nội 30A 75194 này. Form mới, form siêu nhân. Trang bị bản đổ các bác nhá, bản đổ la răng đúc 4 bánh, sơn xi màu trắng, nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Màn hình cam nồi, hai túi khí an toàn, ghế da màu đỏ và đen. Đấy, một mẫu xe Chevrolet Spark form mới, form siêu nhân. Đấy, giá tiền là 168 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Spark form mới rất là đẹp các bác nhá. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, mang nước sơn màu trắng ngọc trinh. Và đây là một mẫu xe Mazda. Vâng, Mazda sản xuất 2014 các bác nhá. Đấy, 2014, số tự động máy 1.5, biển kiểm soát thì Quảng Ninh. Đấy, 14A
12611. Đó là một mẫu xe Mazda 2S sản xuất 2014. Đấy, bản AT số tự động, xe tư nhân một chủ sử dụng từ mới, nội thất ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, màn hình mà cam nồi đầy đủ, tích hợp bàn phím trên vô lăng. Giá tiền chiếc này bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng. Vâng, 328 triệu đồng, bao gồm phí hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc, mang nước sơn màu đỏ bản HX một đầu các bác nhá, màu đỏ bản HX một đầu. Và đây là một mẫu xe Trend Velat Spark sản xuất 2010, sơn xi màu trắng, hồ sơ cầm tay la răng đúc 4 bánh này, giá tiền 96 triệu đồng. Vâng, 96 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Trend Velat Spark, máy lổ mà còi kêu 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt, màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá, mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng các nhá, giá tiền là 96 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Trend Velat Spark sản xuất 2010, trang bị la răng đúc 4 bánh các nhá, trang bị la răng đúc 4 bánh này, sơn xi thì ok, hồ sơ cầm tay, màn hình cam nồi đầy đủ. Và đây là một mẫu xe lướt, đó là một mẫu xe Toyota Wingo sản xuất 2018, hồ sơ thì cầm tay, với giá tiền 275 triệu đồng. Bên em bao gồm phí sang tên cho các bác nhé, bao gồm cả sang tên cho các bác, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ, cam kết các bác là xe zin cả xe luôn. Phiên bản là số sàn, máy 1.2, tư nhân một chủ sử dụng từ đầu. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ, ghế da màu đỏ và đen. Giá tiền chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Đấy, bao gồm phí sang tên cho các bác nhé, bao gồm cả phí sang tên cho các bác luôn. Đấy, mang nước sơn màu đen ok, bản hatchback một đầu. Và đây là một mẫu xe Kia Morning, nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A 21454 này. Đấy, sản xuất 2008, giá tiền 178 triệu đồng. Đấy, số tự động các bác nhá, số tự động, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, ghế da màu đen và đỏ. Đấy, ghế da màu đen và đỏ các bác nhá, bô lăng này, bô lăng 3 chấu. Đấy, bô lăng 3 chấu các bác nhá, số thẳng này. Đấy, số thẳng, máy eco, nhập khẩu. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, 178 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning, nhỏ gọn, bản hatchback một đầu, biển kiểm soát Hải Phòng, đấy, nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Hyundai Eon sản xuất 2012, đăng ký và lăn bánh là đầu 2013, xe tư nhân một chủ sử dụng từ mới các bác nhá, một chủ sử dụng từ mới, mang biển kiểm soát 88A biển Vĩnh Phúc các bác nhá, 03486, la răng đúc 4 bánh này, bản hatchback một đầu, nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng, cam kết các bạn là zin cả xe luôn, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá, 165 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Eon, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn các bác nhá, mang nước sơn màu trắng này, nội thất ghế da bò, đầu đài thì nguyên bản theo xe, sơn xi màu trắng ngọc trinh, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Đấy, 165 triệu đồng các bác nhá, 165 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Eon nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn này, bản hatchback một đầu, zin toàn tập luôn. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp tất cả những mẫu xe bản hatchback một đầu hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác những video lần sau.